Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews, hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Liên quan đến vụ việc nữ đại úy công an Lê Thị Hiền đã có hành động chửi bới và xúc phạm nữ nhân viên Vietnam Airlines, bất hợp tác và xô xát với nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với đại úy Lê Thị Hiền. Đại úy Lê Thị Hiền chính là người đã gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 11 tháng 8 gây bức xúc dư luận. Ngoài việc khai trừ ra khỏi đảng, cơ quan công an thành phố Hà Nội cũng đề xuất giám đốc công an thành phố Hà Nội kỷ luật, hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với đại úy Lê Thị Hiền, đồng thời sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của ngành. Trước đó vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 11 tháng 8, bà Hiền đi cùng hai hành khách khác là Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248, lộ trình thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội. Lúc này bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Tuy nhiên, nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines đã không đồng ý cho phép gửi quá kiện nên bà tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ thô bạo với nhân viên sân bay, thái độ không hợp tác để giải quyết vụ việc. Sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và Vietnam Airlines cũng giải quyết cho đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình hành khách di chuyển lên an ninh soi chiếu, hành khách đã làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A để lớn tiếng với nhân viên. Sau đó hãng hàng không đã quyết định hủy chuyến bay đối với bà Lê Thị Hiền để đảm bảo an ninh và an toàn. Mặc dù vậy, bà Hiền vẫn tiếp tục lớn tiếng khi nhân viên hướng dẫn bà liên hệ với cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, thậm chí có hành vi chống người thi hành công vụ. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!